Con kính đảnh lễ chư tăng, con đảnh lễ hạnh tuệ. Con biết được lịch công tác của sư sắp tới đây tháng 11 sẽ có khóa học dạy học về thiền ở quận 2. Sư có thể xếp các buổi quay hình hướng dẫn ở lớp học rồi phát lại trên kênh YouTube để những Phật tử như con không thể vắng nhà được nhiều ngày có thể có được cơ hội học thiền từ xa không ạ? Đương nhiên thì trên cái chương trình á thì sư có quay lại. Tuy nhiên cái chuyện mà học thiền từ xa thì bản thân sư không có ủng hộ lắm. Tại vì theo như ở trong thanh tịnh đạo thì mình muốn học thiền có những cái điều kiện. Thứ nhất là thậm chí trong thanh tịnh đạo còn nói là mình phải đến cái nơi vị thầy mình phục vụ ở đó nửa tháng trời, không có đề cập gì đến cái chuyện học thiền, học thiết gì hết trơn. Phục vụ ở đó nửa tháng trời, rồi sau đó đó mới nấn ná ở lại một ngày nào đó, gọi là một ngày nào đó mình nấn ná ở lại. Rồi thầy mới hỏi sao, có chuyện gì không, thì khi đó mình mới quỳ xuống mình đảnh lễ, mình xin được dạy thiền. Chứ không phải như bây giờ, sư nói bây giờ mình tổ chức cái khóa thiền quý vị tới rồi sư bản thân sư dạy, thì cái chuyện đó nó đã quá đơn giản rồi. Tại sao nó có sự kiện như vậy? Là bởi vì khi mà mình có sự bỏ công bỏ sức ra thì mình mới có sự tôn trọng, mình mới biết quý. Người ta nói cái gì mà có được dễ dàng quá người ta không có quý. Cái chuyện mà mình phải bỏ công ra nửa tháng để mình phục vụ, để mà mình được một cái lời hướng dẫn, thì khi đó mình quý nó lắm. Và nhờ như vậy cái trạng thái tâm lý đó nha. Và cái thứ hai là mình có sự cung kính pháp, cho nên là cái vị đó hành thiền nó có hiệu quả. Xin thưa với quý vị là cũng một câu nói, cũng một sự hướng dẫn nha. Mà quý vị đến gặp trực tiếp rồi quý vị có đầy đủ cái pháp cung kính để quý vị nhận cái sự hướng dẫn, quý vị thực hành nó có kết quả. Nhưng cũng bao nhiêu đó sự hướng dẫn, quý vị nghe qua mạng nha, hành thiền không có kết quả. Cái vấn đề là những cái trạng thái tâm lý làm nền khi mà mình tiếp nhận sự hướng dẫn và cái nền để mà mình thực hành nó khác nhau dữ lắm. Cho nên là quý vị thấy là cái chuyện mình đi coi ca nhạc đi ha, thì mình coi ở trên điện thoại cũng được vậy. Tại sao là mình lại đi mình bỏ tiền ra mua vé, có khi vé cả mấy triệu bạc để mình ra sân vận động để mình nghe ca sĩ hát? Và xin thưa, ra sân vận động có khi ca sĩ nó nhỏ xíu à, mình không đâu có, cũng đâu có gặp mặt được mình nó như là cái gần gũi đâu, xa tích tấp, mà mình cũng sẵn sàng mình bỏ cả vài triệu để mình ra sân vận động. Còn trong khi đó mình coi cái điện thoại màn hình nó lớn biết là bao nhiêu vậy đó mà người ta vẫn mua. Tại sao? Cái tâm lý nó khác. Cái chuyện gì đi, còn đàn ông họ đi coi đá banh cũng vậy đó. Cái chuyện ra sân vận động coi nó khác hẳn so với cái chuyện mà mình ngồi ở nhà mình coi. Mà xin thưa, ngồi ra ngoài quán coi với một đống người á nha, nó khác hẳn với cái chuyện mình ngồi ở nhà coi một mình. Mà ngồi ở nhà coi một mình nó khác hẳn cái chuyện cầm cái điện thoại mà coi đá banh, nó khác dữ lắm. Do đâu? Do cái trạng thái tâm lý của mình khi đầu tư vào sự kiện đó. Cho nên là quay thì đương nhiên là sư có quay đó, nhưng mà sư không ủng hộ cái chuyện là mình học thiền online đâu. Ráng đi, ráng dành thời gian để mà mình thực hành trực tiếp đi. Không biết là cái này Đức thấy đại Đức Tự Tường cười quá trời, không biết có chia sẻ gì không. Kính thưa đại Đức, kính thưa quý vị, sự cái câu hỏi này là Đức Hạnh Tuệ trả lời. Nếu mà hỏi sư thì sư trường hợp á, nếu mình vị này hỏi sư thì sư cũng trả lời tương tự như vậy thôi. Nhưng mà có điều là Đức Hạnh Tuệ có ví dụ, có nghĩa là mang cái ví dụ đó là thật sự là nó rất là sinh động thưa quý vị. Cái ví dụ nó mang tính tu tập đó, chứ không phải nói cho vui đâu. Không, sư nhấn mạnh cho quý vị, nhiều khi quý sư nói là trong những bài giảng á, quý sư
muốn tạo cho quý vị một cái tâm lý cho nó thoải mái, cho dễ tiếp thu à, chứ không phải là nó căng thẳng quá, cho nên với không phải lúc nào cũng cười là nó có cái sự bông đùa trong chổng không đúng đúng không. Cho nên là quý vị riêng cái ví dụ của Đức Hạnh Tuệ là quý vị phải lưu tâm, nó có ý nghĩa, mang ý nghĩa hàm ý rất là sâu sắc. Nếu quý vị thực sự hiểu được cái ví dụ của nó thì quý vị sẽ tự biết bản thân mình đó, cho cái việc mà cái vị này hỏi nè, thiền nè, học thiền như thế nào nè, thì tự mình sẽ có câu trả lời cho chính mình. Em xin kết thúc phần trả lời câu hỏi. Vâng, rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.